Chương 3 Phẩm Vasi Bạc Kỳ. Một La Mã số 19 tại Sarandada. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vasi tại điện thờ Sarandada. Bây giờ có nhiều người Lichavi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các người Lichavi đang ngồi một bên: Này các Lichavi, ta sẽ giảng cho các ông bảy pháp không làm cho suy giảm. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Các người Lichavi ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các Lichavi, thế nào là bảy pháp không làm cho suy giảm? Này các Lichavi, khi nào dân Vasi thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này các Lichavi, dân Vasi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Lichavi, khi nào dân Vasi tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết, này các Lichavi, dân Vasi được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Lichavi, khi nào dân chúng Vasi không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Vasi như đã ban hành thuở xưa, thời này các Lichavi, dân Vasi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Lichavi, khi nào dân chúng Vasi tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vasi và nghe theo lời dạy của những vị này, thời dân Vasi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Lichavi, khi nào dân Vasi không bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vasi phải sống với mình, thời này các Lichavi, dân Vasi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Lichavi, khi nào dân chúng Vasi tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vasi ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước đúng với quy pháp, thời này các Lichavi, dân Vasi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Lichavi, khi nào dân Vasi bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vasi, khi các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc, thời này các Lichavi, dân Vasi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Và này các Lichavi, cho đến khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được tồn tại giữa dân Vasi, khi nào dân chúng Vasi sẽ được thấy giữa bảy pháp không làm suy giảm này, thời này các Lichavi, dân Vasi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Hai La Mã số 20 Vasakara. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha Dương Xá trên núi Gizakuta Linh Thứ. Lúc bấy giờ Ajatasattu con bà Videhi, vua nước Magadha, muốn chinh phạt dân chúng Vasi. Vua nói như sau: Ta quyết chinh phạt dân Vasi này, dầu họ có uy quyền, có hùng mạnh. Ta quyết làm cỏ dân Vasi, ta sẽ tiêu diệt dân Vasi, ta sẽ làm cho dân Vasi bị hoại vong. Rồi Ajatasattu con bà Videhi, vua nước Magadha nói với bà La Môn Vasakara, đại thần nước Magadha: Này bà La Môn, hãy đi đến Thế Tôn và nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân ngài, vấn an ngài có ít bệnh, ít não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú. Bạch Thế Tôn, Ajatasattu con bà Videhi, vua nước Magadha cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, vấn an ngài ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú. Và thanh bạch tiếp rằng: Bạch Thế Tôn, Ajatasattu con bà Videhi, vua nước Magadha muốn chinh phạt dân Vasi. Vua tự nói: Ta quyết chinh phạt dân Vasi này, dầu họ có uy quyền, có hùng mạnh, ta quyết làm cỏ dân Vasi, ta sẽ tiêu diệt dân Vasi, ta sẽ làm cho dân Vasi bị hoại vong. Thế Tôn trả lời khanh thế nào, hãy ghi nhớ kỹ và nói lại ta biết. Các bậc Như Lai không bao giờ nói không như thật. Tâu Đại Dương xin dâng. Bà La Môn Vasakara, đại thần nước Magadha,
dâng theo lời dạy của Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, cho thắng những cỗ xe thù thắng, tự mình cưỡi lên một chiếc cùng với các cỗ xe ấy đi ra khỏi Dương Xá, đến tại núi Linh Thứ, đi xe đến chỗ còn dùng xe được, rồi xuống xe đi bộ đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, liền nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên xong, Bà La Môn Vasakara, đại thần nước Magadha, bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Gotama, vấn an ngài có ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú. Thưa Tôn giả Gotama, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha muốn chinh phạt dân xứ Vaji. Vua tự nói: Ta quyết chinh phạt dân Vaji này, dù họ có uy quyền, có hùng mạnh. Ta quyết làm cỏ dân Vaji, ta sẽ tiêu diệt dân Vaji, ta sẽ làm cho dân Vaji bị hoại vong. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda đứng quạt phía sau lưng Thế Tôn. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: Này Ananda, thầy có nghe dân Vaji thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vaji thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau? Này Ananda, khi nào dân Vaji thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này Ananda, dân Vaji sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này Ananda, thầy có biết dân Vaji tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân chúng Vaji tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết. Này Ananda, khi nào dân Vaji tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết, thời này Ananda, dân Vaji sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này Ananda, thầy có nghe dân Vaji không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Vaji như đã ban hành thời xưa không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vaji không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Vaji thuở xưa. Này Ananda, khi nào dân Vaji không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Vaji như đã ban hành thuở xưa, thời này Ananda, dân Vaji sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, thầy có nghe dân Vaji tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vaji và nghe theo lời dạy của những vị này không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vaji tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vaji và nghe theo lời dạy của những vị này. Này Ananda, khi nào dân Vaji tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vaji và nghe theo lời dạy của những vị này, thời dân Vaji sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, thầy có nghe dân Vaji không bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vaji phải sống với mình không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vaji không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vaji phải sống với mình? Này Ananda, khi nào dân Vaji không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vaji phải sống với mình? Thời này, Ananda, dân Vaji sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này Ananda, thầy có nghe dân Vaji tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vaji ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vaji tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vaji ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp. Này Ananda, khi nào dân Vaji tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vaji ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước,
đã làm từ trước đúng với quy pháp. Thời này, Ananda, dân Vaji sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này Ananda, thầy có nghe dân Vaji bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vaji, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vaji bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vaji, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc. Này Ananda, khi nào dân Vaji bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vaji, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc. Thời này, Ananda, dân Vaji sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Rồi Thế Tôn nói với Bà La Môn Vasakara, đại thần nước Magadha: Này Bà La Môn, một thời ta sống ở Vesali tại tượng miếu Sarandada, ta dạy cho dân Vaji bảy pháp không bị suy giảm này. Này Bà La Môn, khi nào bảy pháp không bị suy giảm được duy trì giữa dân Vaji, khi nào dân Vaji được giảng dạy bảy pháp không bị suy giảm này, thời này Bà La Môn, dân Vaji sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Khi được nói vậy, Bà La Môn Vasakara, vị đại thần nước Magadha, bạch Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, nếu dân Vaji chỉ hội đủ một pháp không bị suy giảm này, thời dân Vaji nhất định được lớn mạnh, không bị suy giảm, huống nữa là đủ cả bảy pháp không bị suy giảm. Thưa tôn giả Gotama, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, không thể đánh bại dân Vaji ở chiến trận, trừ phi dùng ngoại giao hay kế ly gián. Thưa tôn giả Gotama, nay chúng con phải đi, chúng con có nhiều việc và có nhiều bổn phận. Này Bà La Môn, hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi Bà La Môn Vasakara, vị đại thần nước Magadha, hoan hỷ tán thán lời dạy của Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Ba La Mã số 21. Vị tỳ kheo: Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Dương Xá tại núi Linh Thứ Gizakuta. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Có bảy pháp không bị suy giảm, này các tỳ kheo, hãy lắng nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa dân, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, thế nào là bảy pháp không bị suy giảm? Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc tăng sự trong niệm đoàn kết, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới được ban hành, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc tỳ kheo thượng tọa, những vị này là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạc trưởng, bậc cha của chúng tăng, bậc thầy của chúng tăng, và nghe theo những lời dạy của những vị này, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không bị chi phối bởi tham ái, tham ái này tác thành một đời sống khác, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo thích sống những chỗ nhàn tịnh, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo tự thân an trú chánh niệm, khiến các bạn đồng tu thiện chí chưa đến muốn đến ở, và các bạn đồng tu thiện chí đã đến ở được sống an lạc.
lạc. Thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được duy trì giữa các vị tỳ kheo, khi nào các tỳ kheo được dạy bảy pháp không làm suy giảm này, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Bốn La Mã số 22. Công việc. Này các tỳ kheo, có bảy pháp không làm suy giảm này, ta sẽ giảng. Và này các tỳ kheo, thế nào là bảy pháp không làm suy giảm? Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không ưa thích làm thế sự, không hoan hỷ làm thế sự, không đam mê làm thế sự, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không ưa thích phím luận, không hoan hỷ phím luận, không đam mê phím luận, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không ưa thích ngủ nghỉ, không hoan hỷ ngủ nghỉ, không đam mê ngủ nghỉ, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không ưa thích quần tụ, không hoan hỷ quần tụ, không đam mê quần tụ, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không có ác dục vọng, không bị chi phối bởi ác dục vọng, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không bạn bè ác dục vọng, không thân tín ác dục vọng, không cộng hành với ác dục vọng, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không dừng ở nửa chừng giữa sự đạt đến những quả vị thấp kém và những quả vị thù thắng, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được duy trì giữa các tỳ kheo, khi nào các tỳ kheo được dạy bảy pháp không làm suy giảm này, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Năm La Mã số 23. Tin tưởng. Này các tỳ kheo, có bảy pháp không bị suy giảm, hãy lắng nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Xin dâng bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, thế nào là bảy pháp không bị suy giảm? Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo có tính tâm, có tàm, có quý, có nghe nhiều, có tinh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được duy trì giữa các tỳ kheo, khi nào các tỳ kheo được dạy bảy pháp không làm suy giảm này, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Sáu La Mã số 24. Giác chi. Này các tỳ kheo, có bảy pháp không làm suy giảm này, ta sẽ giảng. Này các tỳ kheo, thế nào là bảy pháp không làm suy giảm? Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo tu tập niệm giác chi, tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được duy trì giữa các tỳ kheo, khi nào các tỳ kheo được dạy bảy pháp không làm suy giảm này, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Bảy La Mã số 25. Tưởng. Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng bảy pháp không làm suy giảm. Này các tỳ kheo, thế nào là bảy pháp không làm suy giảm? Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo tu tập vô thường tưởng, tu tập vô ngã tưởng,
tu tập bất tịnh tưởng, tu tập nguy hại tưởng, tu tập đoạn diệt tưởng, tu tập vô tham tưởng, tu tập diệt tưởng. Thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được duy trì giữa các tỳ kheo, khi nào các tỳ kheo được dạy bảy pháp không làm suy giảm này, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Tám La Mã, số 26, Hữu Học. Bảy pháp này, này các tỳ kheo, đưa đến sự thối đọa cho vị tỳ kheo hữu học. Thế nào là bảy? Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích hội chúng, các căn không phòng hộ, ăn uống không tiết độ. Khi chúng tăng có sự việc, tại đấy tỳ kheo hữu học không có suy tư. Giữa tăng chúng có các trưởng lão có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu năm, gánh vác chức vụ, họ sẽ được biết đến vì những chức vụ này, và không có tự mình chuyên tâm. Bảy pháp này, này các tỳ kheo, đưa vị tỳ kheo hữu học đến thối đọa. Bảy pháp này, này các tỳ kheo, đưa tỳ kheo hữu học đến không thối đọa. Thế nào là bảy? Không ưa thích công việc, không ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ nghỉ, không ưa thích hội chúng, các căn được phòng hộ, ăn uống có tiết độ. Khi chúng tăng có sự việc, tại đấy tỳ kheo hữu học có suy tư. Giữa tăng chúng có các trưởng lão có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu năm, gánh vác chức vụ, họ sẽ được biết đến vì những chức vụ này, và có tự mình chuyên tâm. Chính La Mã, số 27, Thối Đọa. Bảy pháp này, này các tỳ kheo, đưa một nam cư sĩ đến thối đọa. Thế nào là bảy? Quên không đến thăm tỳ kheo, phóng túng nghe diệu pháp, không tu tập tăng thượng giới, ít tin tưởng các tỳ kheo trưởng lão, trung niên, tân nhập, nghe pháp với tâm cật nạn, tìm tòi các khuyết điểm, tìm người xứng đáng cúng dường ngoài tăng chúng, tại đấy phục vụ trước. Bảy pháp này, này các tỳ kheo, đưa một nam cư sĩ đến thối đọa. Bảy pháp này, này các tỳ kheo, đưa một nam cư sĩ đến không thối đọa. Thế nào là bảy? Không quên đến thăm vị tỳ kheo, không phóng túng nghe diệu pháp, tu tập tăng thượng giới, nhiều tin tưởng đối với các tỳ kheo trưởng lão, trung niên, tân nhập, nghe pháp với tâm không cật nạn, không tìm tòi các khuyết điểm, không tìm người xứng đáng cúng dường ngoài tăng chúng, ở đấy phục vụ trước. Bảy pháp này, này các tỳ kheo, đưa nam cư sĩ đến không đọa lạc. Cư sĩ không đến thăm, các vị tu tự ngã, không đến nghe thánh pháp, không học tập thắng giới, ít tin các tỳ kheo, tin ấy được tăng trưởng, với tâm thích cật nạn, muốn nghe chân diệu pháp, tìm ở ngoài tăng chúng, người xứng đáng cúng dường, ở đây vị cư sĩ lại lo phục vụ trước. Bảy pháp làm suy giảm, được khéo léo diễn giảng, cư sĩ phục vụ chúng, diệu pháp bị suy giảm. Cư sĩ có đến thăm, các vị tu tự ngã, có đến nghe thánh pháp, có học tập thắng giới, có tin các tỳ kheo, tin ấy được tăng trưởng, với tâm không cật nạn, muốn nghe chân diệu pháp, không tìm ngoài tăng chúng, người xứng đáng cúng dường, ở đây vị cư sĩ lo lắng phục vụ trước. Bảy pháp không suy giảm, được khéo léo diễn giảng, cư sĩ phục vụ chúng, diệu pháp không suy giảm. Mười La Mã, bất hạnh, thối đọa. Này các tỳ kheo, có bảy bất hạnh này của người cư sĩ. Này các tỳ kheo, có bảy điều may mắn của người cư sĩ. Này các tỳ kheo, có bảy thối đọa này của người cư sĩ. Này các tỳ kheo, có bảy thắng tiếng này của người cư sĩ. Thế nào là bảy? Không quên đến thăm vị tỳ kheo, không phóng túng nghe diệu pháp, tu tập tăng thượng giới, nhiều tin tưởng đối với các vị tỳ kheo trưởng lão, trung niên, tân nhập, nghe pháp với tâm không cật nạn, không tìm tòi các khuyết điểm,
không tìm người xứng đáng cúng dường ngoài tăng chúng, tại đấy phục vụ trước. Bảy pháp này, này các tỳ kheo, là thắng tiến của người cư sĩ. Cư sĩ không đến thăm các vị tu tự ngã, không đến nghe thánh pháp, không học tập thắng giới, ít tin các tỳ kheo, tin ấy được tăng trưởng, với tâm thích cực nạn, muốn nghe chân diệu pháp, tìm ở ngoài tăng chúng người xứng đáng cúng dường. Ở đây vị cư sĩ lại lo phục vụ trước. Bảy pháp làm suy giảm được khéo léo diễn giảng, cư sĩ phục vụ họ, diệu pháp bị suy giảm. Cư sĩ có đến thăm các vị tu tự ngã, có đến nghe thuyết pháp, có học tập thắng giới, có tin các tỳ kheo, tin ấy được tăng trưởng, với tâm không cật nạn, muốn nghe chân diệu pháp, không tìm ngoài tăng chúng người xứng đáng cúng dường. Ở đây vị cư sĩ lo lắng phục vụ trước. Bảy pháp không suy giảm được khéo léo diễn giảng, cư sĩ phục vụ chúng, diệu pháp không suy giảm.